Mở đầu video hôm nay, mình xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi video nha. Miếng là bự chảng ụp lại á. Miếng ở ngoài chợ cũng vậy mà. Ừ. Nó chỉ lấy cái cứng ở trong thôi. Ừ. Ở trên đây nó bán cũng vậy. Nay nhà mình tiếp tục ăn canh chua. Canh chua cá. Cái rô cá chạch hai con nhảy lập đập. Lúc này còn cá chạch hả? Sao cái cùi khóm em bỏ hết trời. Trời. Lương khôi xả. Bỏ miếng bột nghệ vô. Sáng tôi vô gì mà chín quá rồi chín. Cô nói đầm chứ cũng không phải đầm gặt đâu. Đầm gặt nó đâu có bự vậy đâu ha. Ta nuôi ngoài ruộng. Nuôi ruộng hay gì. Nhưng mà cái trứng nó đỏ heo rồi nha. Nó trắng. Có nguyên cục muối. Xem thử là chín kia không gì nào.
Cái cao này ở đây người ta trồng ở đây luôn. Mới vừa mềm chứ mềm không? Thôi đừng có cạo chút cho ăn. Đi. Khoai ăn sang. Sang ăn khoai. Thấy khoai đó nhớ tới chè đậu trắng. Nhà em nấu bằng me hả? Dạ, hết tắt rồi, có cây tắt một chút. Quên, quên, phải me ấy á. Me trái á, nó mới ngon. Me tươi á. Lúc này hết màu rồi. Giờ có me dốt. Me dốt nó ngọt mà. Ủa, me dốt nó cũng đâu có ngọt hả? Nó chua chứ. Me dốt chua, mà không có chua không? Đó ai học mà học dở người ta kêu là học dốt. Dốt ngộ vậy. Cái miền Tây á, từ học học dốt có nghĩa là học dở á. Chắc tại vì trái me nó còn sống nó chua mà đến lúc nó già nó cũng còn chua luôn. Còn mấy trái khác là nó... Ủa trái chanh nó cũng vậy mà. Trái chanh nó chua mà nó chín nó cũng chua mà. Còn me dốt tại người ta kêu vậy. Mới dốt á, me dốt, dốt bột á, dốt bột ngon lắm nha. Cái này mới ngon là mấy cái nhánh nhỏ nhỏ này chứ nó bùi. Bột không à. Ai thích ăn ngọt thì chấm đường. Này nấu chè. Nấu chè, chè nấu chè bưởi. Hả? Ngon lắm. Chè bưởi bỏ vô. Bột không à. Ăn chè bưởi không? Còn cái bưởi lắm mà. Thôi. Bạn. Ngọt quá. Có bung ra luôn à. Thích ngủ không? Mùa này mùa gió gà gà vịt nó bị bệnh. Gà ba chết hổng rồi, uống hết rồi. Gọi là cúm gà. Ba Tết mùa ba Tết được tháng vô tháng giêng, đầu tháng giêng. Kêu mèo ơi. Kêu mèo vậy à? Mèo mèo. Đúng
Rồi, xin mời chú anh chị các bạn thưởng thức bữa cơm gia đình hôm nay. Cá thịt có đủ. Rồi, chúng ta ăn cơm. Mấy tô này tao đây hả? Tô này rồi tao ăn à? Đặc biệt. Đặc biệt hả? Rồi, mình đặc biệt cho hai ăn dưới mày. Nguyên ngồi đây nè. Ngồi đây nha. Ngồi bén, ngồi bén. Còn mấy miếng khô còn không đây? Cơm đi bác hai. Không ăn đi, đi ra ngoài hả? Chín cái muỗng nè. Nè, cái muỗng đang ghim trong cái tô mà. Đâu? Nè. Thầy ơi. Chết luôn. Chết luôn. Quá. Một bé. Gặp. Làm múc. Múc. Sao quay không có bánh hỏi. Bánh hỏi cái bánh bò. Dạ con rau bò không? Ngon, sáng còn ngon. Ăn cái gì thấy cũng thèm. Ăn khá uống cà phê đó là nó giờ này nó chưa đói nhiều. Quá rồi, cứng. Dạ, cái phần nó không nổ ra là nó cứ ngắt ha. Chai chai phải không? Nó, mày biết sao con gà đặt trứng vô. 1 tỷ cái trứng. Lúc dài đâu có cá chạch nữa. Tới mùa lắm. Mùa trăm tết đó. Được không? Đi. Chạch cào. Cái ruộng này xuống á. Đúng không? Rồi. Đơn gặp vậy. Tới mùa nước nổi thì lên ruộng. Hai cá chạch. Mà chợ bữa bán con cá chạch gì mà nó muốn bằng nửa cầm tay trời. Cá chạch lâu rồi. Chạch lâu. Bác Hai biết con nhớ hay ha. Còn chút quá vô lỗ. Bây giờ có làm một con loại cá chạch nữa ăn với à mà bác Hai không biết à. Không. Cá chạch quế. Không đủ quế. Còn cá chạch thì cái đuôi có bông 4-5 đốm. Rồi cá chạch lâu. Cái chạch đó thượng thống không lớn. Theo cái chạch này ông ạ, bác không phải bác phải cá kè. Nó trời nó mềm hơn quá. Cá thịt dài. Cái thịt dài. Của má bà mua không tốt. Này là theo được sửa.
cá ngon nữa hả? Nãy giờ ông ớt quá trời trên trên chua. Ớt này thơm chứ. Chút ớt mình để cho bác hai nè. Ông ăn cái gà kêu ớt. Con lựa xương nhau quen cái con kêu nhiều lắm á. Mẹ không có gỡ được. Lạp xưởng rồi mà trứng muối nó nhỏ nhỏ hay là sắc ra hay là trứng cút muối. Bây giờ có ăn trứng cút muối không? Trứng cút muối. Chưa nghe nói trứng cút muối. Có thịt muối có. Mấy trong cái bánh bao. Hột gà muối cũng không có luôn. Có. Lạp xưởng đã sắc ngang còn này nó làm vậy ạ. Khắn. Ngon hơn cái sắc ngang. Lương cắt khúc. Lương cắt khúc múc ăn hoài. Chào quý vị, chân chị, các bạn xin hẹn gặp lại mọi người vào video sau.